Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine tối thứ 6 ngày 2 tháng 12, ngày thứ 646 của cuộc chiến. Vâng, chúng tôi sẽ đến với một chút thay đổi trong chương trình ngày hôm nay. Khi buổi sáng chúng tôi cũng đã lăn tăn trình bày về vấn đề của Marinka khi nói rằng là phía Ukraine luôn nói Nga không có cửa gì để mà chiếm được Marinka một cách đơn giản. Đấy. Và điều đấy thì khích lệ tinh thần chiến đấu của quân dân Ukraine rất cao. Chúng ta cũng nhớ rằng là cuộc chiến này diễn ra từ năm 2014. Hai bên đã oánh nhau bắt đầu, gần như bắt đầu chính ở Marinka. Và họ đánh nhau đến tận bây giờ, đúng không ạ? Như vậy thì có thể nói rằng đây là cái cuộc chiến 10 năm và buổi sáng nay chúng tôi vừa nói về việc là nga cũng không có lý do gì phải quá vội vã đấy thế nhưng mà đùng một cái mình cứ nói cái gì cái là được vài tiếng nó lại xảy ra biến thực ra thì lúc đấy có lẽ là nga họ đã tấn công về hướng tây marinka rồi và chúng tôi cũng đã vẽ vector rồi đúng không ạ họ đã tấn công rồi nhưng mà nó chưa có kết quả mà thôi thì đến chiều ngày hôm nay là theo những thông tin ban đầu thì dường như là phía ukraine cũng đã xác nhận rồi là ukraine đã rút ra khỏi marinka và nga đã hoàn toàn làm chủ marinka sau khi họ mở một cái đợt tấn công lớn vào hướng phía nam nơi mà có một cái cụm quân của ukraine còn lại sót lại phía góc phía tây ở đây đấy và sau khi họ tấn công vào phía nam rồi họ lại xuất quân liên cả ở cánh phía bắc như tôi đã vẽ cùng quý vị và phía trung tâm thị trấn sau một trận giằng uh, co thì uh, phía ukraine biết là họ không thể giữ nổi trận địa và họ đã rút lui vì lần này có vẻ phía nga đã đánh gọi là làm thật ăn thật chứ không phải như mọi lần nữa như vậy là thành phố lớn Marinka, lớn là so với những cái thị trấn mà nga giải phóng và chiếm gần đây đúng không ạ uh, thì nó lớn thực tế thì nó cũng không phải là quá lớn so với những thành phố khác nhưng mà nó lớn so với những cái uh, thị trấn làng mà À, và nó ở cấp thành phố đã từ rất lâu rồi nga không có chiếm được một thành phố thì bây giờ là thời điểm sau 10 năm họ đã chiếm lại được cái thành phố quan trọng ở khu vực phía nam của tỉnh đô nhét và cũng là cái khu vực tiền tiêu ở tuyến phía bắc của cái mũi mà chúng ta gọi là cái mũi quan trọng để mà dí vào hậu phương của phía nga ở tuyến uleda phía dưới À, như vậy thì cho thấy một điều rằng là phía Nga không phải là họ không thể đánh chiếm được đúng không ạ mà những đợt tấn công này nó cũng không có cái gì nó ghê gớm lắm nhưng mà phía Ukraine đã bị đánh bại cho thấy rằng là dường như Nga đã bắt đầu một cái ý đồ gì đó xung quanh cái khu vực Marinka nơi mà chúng tôi cũng nói với quý vị buổi sáng là phía Nga chỉ còn chờ đợi cái vấn đề thời gian mà thôi chứ còn nó thực tế thì nó là một cái răng nó đã nó đã dụng hết rồi đúng không ạ nó chỉ còn nằm lại ở trên miệng mà thôi, cho nên là bây giờ họ nhổ rồi. Thế thì cái câu chuyện để nói tới Marinka thì chúng ta sẽ có những thử, sự, sự liên quan rất nhiều đến khu vực Adipka khi mà cái mặt trận phía nam Adipka họ đang có những cái sự gọi là nghiên cứu tìm tòi để đột phá qua cái hàng phòng ngự rất chắc của Ukraina tuyến phía nam. À, cơ bản thì phía Nga phải chiếm được Peromaiske thì họ mới có thể dễ dàng bao vây Bakmut uh, Adipka dễ hơn. Nhưng Peromaiske thì nó lại được bảo vệ bởi cái thị trấn phía nam Nesvanskye à, có thể nói rằng cũng rất khó vì phía Nga cũng nhiều lần tiến vào nhưng không làm gì được. Và Nesveskye thì nó lại được bảo vệ cả bởi Krasnohoriska đúng không ạ? Và Krasnohoriska thì nó cũng được bảo vệ bởi Marinka. Nhìn chung thì nó là một cái chuỗi liên thủ mà chỉ khi nào một cái đội quân có dám chấp nhận những cái tổn thất tổn uh, thất lớn để đột phá qua một cái giới tuyến liên quan đến một hai thị trấn thì bây giờ họ mới có thể xuyên qua được cái phòng ngự của Okina và tất nhiên thì người nga cũng không ở trong một cái vị trí muốn làm cần làm cái điều như vậy Thế thì cái câu chuyện lên phía Krasnohorivka nó liên quan Marinka thì chúng ta thấy rằng là cái tính chiến thuật của nó ở phía trên nó không có quá nhiều kể cả Nga có tiến ra ở đây Marinka thì họ tiến cùng lắm thì cũng ra được cái khu vực này. Nhìn chung cũng để củng cố cái phòng ngự và uy hiếp mà thôi. Còn thời điểm này thì rất khó để họ có thể tiến sâu về phía Tây mặc dù đây là một cái điểm rất quan trọng. Cho nên nhìn thì chúng ta cũng có thể thấy rằng ngay là việc Nga đang gọi là vây ép Novomikalivka từ nhiều tháng nay. Đúng không ạ? Thì với bước tiến của Marinka trong chiều ngày hôm nay thì gần như là khả năng cao nhất là ma sẽ mở mũi tiến công về propipka mà chúng ta vừa nói trong sáng ngày hôm nay thì chiều nó đã xảy ra để mà tiến hành bao vây và xử lý cái khu vực này đúng ạ đây là một cái suy nghĩ mà tôi nghĩ rằng logic nhất về mặt trận địa thì đây cũng chính là thời điểm không cần trì hoãn nữa rồi về mặt thế trận cũng đều ổn rồi rồi về mặt chiến cuộc cũng rất là tuyệt vời tại thời điểm này cũng không có gì để cần phải chờ nữa đúng ạ vì adipka thì cũng đã đánh như thế rất ác liệt rồi bảo là chờ đến khi adipka giải phóng xong đến chỗ này thì còn rất lâu bây giờ thì quân ukraine cũng đã có ý định lui về tuyến sau phòng xây hàng phòng ngự phòng thủ như vậy rõ ràng cũng không còn gì chờ đợi nữa về mặt chính sự thì ukraine cũng đang ở cái mức độ yếu nhất và phía nga đang ở mức thịnh nhất cho nên đúng là không còn cái gì để mà còn phải chờ đợi cái khu vực này nữa vâng đấy là suy đoán của chúng tôi còn rất có thể chúng tôi cũng có thể sai bởi vì thực tế thì cái cụm quân ukraine đóng ở khu vực rìa marinka nó cũng không lớn nó chỉ một cái đơn vị tôi đoán một cấp đại đội thôi đóng ở khu vực sát rìa đấy còn đằng sau thì nó sẽ có đông hơn thì rất có khả năng là họ cũng chịu pháo kích hay là cái gì đó, cho nên họ buộc phải cải thiện vị trí chiếm đóng để lấy cái sự cổ vũ tinh thần quân sĩ để làm cái việc gì đó lớn hơn, đúng không ạ? Đấy, rồi họ xử lý tiệt tiêu khu vực này để củng cố trận địa, à, chứ chưa chắc họ đã tấn công về dưới. Nhưng mà tôi nghĩ thì cái khả năng tấn công phía dưới trong những ngày tới nó sẽ cao hơn còn nếu không thì chúng ta cũng có thể thấy một cái chiến thuật nó rất tuyệt vời ở hướng này à, tuy là nó không được à, nhanh và thuận lợi à, như bình thường bởi vì chúng ta biết rằng ở đây thì cái trận địa nó khó nhiều sông hồ và quân ukraine đóng khá đông ở chỗ này à, nga sẽ mở một cái điểm à, gọng kìm đúng không ạ từ cái điểm này ra đây họ không có đánh trực tiếp vào dưới mà họ mở cái điểm ra đây hướng thẳng về khu vực hậu phương của marinka đằng sau rồi cánh phía dưới họ cũng dâng ra đến sát Uleda. Đúng không? ở cái khu vực này. Như vậy thì họ sẽ dở lại một cái bài cũ. Đó là họ sẽ tạo một cái lòng chảo mới và nguy hiểm đối với Ukraine. Mà nó rất lý tưởng. Nó giống ở Uleda cánh trái. Đó là một loạt thị trấn này. Đây là những cái chúng ta nhìn thấy thôi nhé. Còn nếu chúng ta không nhìn thấy nó còn ở đây một cái nữa này. Rồi đâu đó ở một cái tức là chỉ riêng dãy này thôi có thể nhốt hàng gần chục cái thị trấn của Ukraine ở trong một cái thùng lũng là một cái địa bàn một cái cái cách đánh đúng không ạ rất rất là lý tưởng cho phía nga và nếu nga giải quyết được vấn đề như thế này thì họ cũng hoàn toàn triệt tiêu được cái mối đe dọa ở hướng phía dưới đồng thời là họ lại đưa cái tình thế ngược lại là bao vây và đe dọa vào trận địa của ukraine và nắm bắt được những cái vấn đề của ukraine về việc là phải giữ bằng được lãnh thổ cho nên là nga mà tiến ra như này thì chắc chắn ukraine cũng bằng mọi giá để giữ bằng được những cái thị trấn ở đây Vâng, cũng không loại trừ. Đó là một cái kịch bản rất phù hợp với lại cái phong cách của người Nga ở cuộc chiến này. Như vậy chốt lại, Marinka đã sụp đổ sau một cuộc chiến dòng dã 10 năm, đúng không ạ? Còn ở ngoài chiến tuyến thì chúng tôi sẽ đi nhanh trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Ở khu vực Kherson thì cũng chưa có một cái gì nó rõ ràng hơn sau khi chuyến đi của ông Zelensky nhìn chung thì phía ukraine bây giờ họ vẫn đang tích cực nỗ lực để như kiểu là phá vây tuy họ không bị vây nhưng nó cũng giống như kiểu phá vây là họ muốn đột kích ra các khu vực rừng nhưng mà cứ ra khỏi khu vực thị trấn thì lại bị phía nga tấn công cho nên là rất khó khăn để có họ có thể chiếm được một vài mét đất ở đây còn phía nga thì họ cũng không thương tiếc ném bom ồ ạt bắn phá ồ ạt vào các khu vực xung quanh chiều nay thì lại thêm nhiều cái thuyền bè của Ukraine à, ủng à, vượt sông để mà hỗ trợ cho cái cánh này cũng như là khu vực dưới cầu Antonov bị phía nga tìm ra và họ tiêu diệt được một vài cái đơn vị xuồng như vậy nhìn chung thì vẫn là một cái tình huống bế tắc đúng không ạ còn ở Zaporizhia thì bây giờ nó im à, à, mình gọi là im tiếng súng so với lại trước đây thì cũng có thể là tương đối bởi vì nếu cách đây so với 3 tháng thì đúng lại là bây giờ uh, cái giao tranh ở đây nó chỉ còn là cái giao tranh mang tính chất là cho nó qua có, có lệ thôi. Sau những đợt tấn công của phía Nga trong ngày hôm qua họ không chiếm lại được cái gì ở VBV thì Ukraine tổ chức phản công và sau đó thì Nga cũng uh, chặn đứng các đợt tấn công của Ukraine. Bên này thì phía Nga nói rằng họ cải thiện một vài những vị trí nhưng mà chúng tôi cũng chưa nhận được những thông tin. Như vậy thì cơ bản nó cũng không có một cái thay đổi lớn lao gì trên mặt trận còn đi qua tới hướng này lên tới adipka thì trong chiều ngày hôm nay phía nga thông báo về việc là họ tiếp tục cải thiện ở vị trí ở cánh phía bắc còn lại thì toàn bộ khu vực khác trong chiều không có gì thay đổi và bây giờ giao tranh đang diễn ở diễn ra ở khu vực phía tây của stepov có nghĩa là buổi sáng thì giao tranh ở khu vực trung tâm còn bây giờ thì nó sang phía tây có nghĩa là phía nga đã à, tạo được những cái bước tiến đáng kể trong cái cuộc giao tranh ác liệt với Ukraine và bây giờ còn đang tiếp diễn trận đấu. Không có thay đổi gì trong toàn tuyến ở phía dưới và có những cái cuộc giao chiến, những cái hướng tấn công nhưng mà buổi chiều chúng tôi cũng không muốn nói quá nhiều. Ở khu vực này sau một loạt những ngày Nga tiến công và chiếm vân vân họ tạo được rất nhiều lợi thế. Đến chiều ngày hôm nay thì Nga tiếp tục tấn công vào Bodanipka nhưng mà các đợt tấn công của nga đã bị phía ukraine đẩy lui rồi sau đó phía ukraine họ lại tiếp tục phản công để mà đánh bật quân ukraine ở phía rìa của làng bonanipka và các đợt tấn công của ukraine thì cũng không tạo được bất cứ thay đổi gì như vậy đến thời điểm này thì chúng ta chưa biết được là cụ thể nga tiến tới đâu nhưng mà ít nhất thì họ đã tiến tới cái khu vực uh, ngoại bi của khu vực phía đông và họ đã đóng quân được ở cái khu vực đó. Còn ở tuyến này thì chúng ta không nhận được những thông tin thay đổi đáng kể. Có khả năng là Ukraine dựa vào những cái lợi thế của những cái trận địa cho nên họ vẫn cầm quân phía Nga một cách hiệu quả. Còn phía Nga thì Bộ Quốc phòng họ cũng đã chính thức xác nhận về việc họ đã chiếm hoàn toàn Kromove. Và họ đang gây sức ép trên toàn chuyến tuyến từ Kromove cho tới Boranivka. Như vậy là sau Adipka, Marinka và Kherson thì đây chính là một trong những cái điểm uh, nóng nhất. Nếu nói về cường độ giao tranh thì chính nó là cái điểm nóng nhỉ, chỉ sau Adipka trên toàn mặt trận. Và sau ngay nó thì uh, cũng có thể nói là chính khu vực Sinkovka mà chúng ta đã trao đổi trong những ngày gần đây. Đang có những hoạt động diễn ra sôi nổi ở toàn bộ khu vực Toske, Dibore rồi Terry nhưng mà chúng tôi cũng không nắm được cái tình hình tại thời điểm hiện tại và thế trận có vẻ đang nghiêng về phía người nga có nghĩa là uh, họ phản công từ rất lâu uh, họ chủ phòng ngự từ rất lâu và bây giờ trên toàn cái tuyến này thì phía nga đã dâng lên tấn công cũng không biết là ý đồ của họ là như nào chúng ta biết chỗ này thì rất khó nhưng mà ít nhất thì đấy là cái thế trận của phía nga cũng có thể đúng không ạ à, chúng ta thường nói về việc là tại sao ở các cái mặt trận nga lại cứ cò cưa mà đến bao giờ thì họ mới tung các cái đòn uh, tấn công để giải quyết các cái trận địa vốn nó đã nhão ra rồi thì tôi nghĩ rằng thời điểm này cũng có thể là một cái thời điểm bởi vì nó bắt đầu nó vào mùa đông thì họ phải chốt sổ để mà đóng băng lại cái uh, chiến tuyến và chuyển sang một cái giai đoạn đánh nhau kiểu khác trong mùa đông đúng không ạ thì đây là thời điểm lý tưởng nhất khi mà phía Ukraine họ đang bị suy toàn trên toàn các khía cạnh Từ vấn đề chính sự, kinh tế, xã hội cho tới vấn đề chiến trận Còn ở trên Sinkovka thì uh, thông tin từ các bên đã xác nhận về việc Nga đã chiếm phần lớn cái thị trấn Sinkovka uh, ở khu vực này Và bây giờ thì họ đang uh, củng cố lại những cái trận địa xung quanh Rất có khả năng thì họ sẽ tiến về phía cắt tuyến đường về phía Tây Nam và đánh bọc sườn vào các thị trấn còn lại Ivanivka, Stepova. Vâng, chỉ còn cái chuỗi ở phía bên dưới thôi. Nga đã chiếm được cái thị trấn tiền tiêu ở phía Bắc thì có nghĩa rằng là nhắm mắt chúng ta cũng biết là họ sẽ đánh về hướng phía Nam. Nhất là hướng phía Nam thì bây giờ đã cũng có thể nói là bị bao vây ở một cái mức độ nào rồi. Đúng không ạ, trận địa của Nga thì họ đã hình thành từ trước ở cái khoảng này đến đây rồi, thậm chí nó còn lên tận đây rồi thì như vậy là chỉ chờ mỗi cái điểm ở trên đây thôi và bây giờ họ chiếm được trên đây nữa thì gần như là họ sẽ tổ chức những cái đợt tấn công chia cắt đấy, các cái thị trấn làng mạc ra để giải quyết xử lý lốt toàn bộ cái cụm này và như chúng tôi cũng nói là cũng có khả năng đến thời điểm nga sẽ xử lý những cái mặt trận như thế này trong thời gian năm tới nhưng tất nhiên thì uh, chúng tôi vẫn phân vân bởi vì thực tế nếu như mà xét trên uh, cái vị trí như của nga thì cách đánh đẹp nhất của họ nếu như họ để muốn nuôi trận địa đúng không ạ gọi là đây gọi là pha minh nếu quý vị nào mà chơi trò chơi thì chúng ta sẽ có cái thuật ngữ farming. farm minh pha trận địa để cho quân nó mạnh lên tranh thủ mua thời gian củng cố kinh nghiệm uh, nguồn lực uh, đạn bom thời gian đại khái là những mục tiêu nào đó phục vụ cho cái quân mình và đồng thời tiêu hao quân địch thì cái cách farm tốt nhất của nga là họ phải tấn công ở hướng borova bây giờ họ đang tấn công ở đây đúng không ạ và có khả năng nó sẽ bùng nổ tại một thời điểm nào đó thì khi nga tấn công ở đây là một cái trận địa mà nó tuyệt vời nhất để họ thực hiện những ý đồ như chúng tôi vừa nói khiến cho ukraine phải tung tất cả mọi thứ vào để giữ bằng được những cái trận địa quan trọng mà họ mất rất nhiều cái thời gian tâm sức cũng như là chiến thắng trên mặt trận truyền thông đúng không ạ cho nên họ phải giữ nếu nga dâng được cái tuyến này ra để chia cắt mặt trận thành hai khoảng ở hai khoảng đấy có những cái viên ngọc của ukraine là kupian ở phía dưới là liman rồi là zitomi À, Izio, đúng ạ. Đấy, hai cái thị trấn, hai cụm thị trấn như vậy cho nên là đây sẽ là một cái hướng phát triển quan trọng nhất và Nga đang tấn công ra nhưng có vẻ Ukraine đang chặn ở hướng này rất mạnh và họ có cụm quân lớn đóng ở Borova cho nên phía Nga chưa tạo được cái đột phá ở hướng này. Chúng ta không có thêm thông tin về Sinkovka nhưng có vẻ là viện, phía Nga vẫn đang tiếp tục tấn công ồ ạt từ phía Bắc vào khu vực uh, trung tâm và phía Nam của thị trấn. Đấy là cái không khí chung khi mà họ nói về việc bom 1.500 UAV uh, và phá phản lực đang uh, bắn ác liệt vào khu vực xung quanh của thị trấn này, thì cho thấy rằng là đó là những dấu hiệu mà phía Nga cũng vẫn tiếp tục vây ép. Ở khu vực này thì chúng ta thường uh, hay nói về việc là không ai biết chính xác là Nga có uh, khả năng để chiếm lại toàn bộ cái khu vực này hay không, đúng không ạ? Chứ tất nhiên chúng ta chỉ là suy đoán mà thôi. À, thế nhưng nếu như mà dựa trên một cái vấn đề là nếu như mà chúng ta nhìn thấy là nga muốn đánh để chiếm những thị trấn từ đây cho tới khu vực này chiếm ngay thì có nghĩa rằng là cơm quân của họ nguồn lực của họ là liệu cơm gắp mắm đúng không ạ bởi vì ít quân thì họ phải tìm cách loại bỏ những cái mối rủi ro và tiến tới khu vực bờ sông để mà làm cái công tác phòng thủ với ít quân Thế còn họ nhiều quân thì tất nhiên cái việc mà bao vây tiêu hao bao giờ nó cũng tốn quân. À, và như vậy thì cái việc mà Nga đã làm cái việc đấy từ trước đến nay như thế cho thấy rằng là cái nguồn lực của Nga nó nó rất ổn định. Đúng không ạ? Có thể nói nó rất ổn định. Thì họ mới làm được cái việc nhìn thế ở khu vực này. Cũng như là ở tất cả các cái khu vực khác. Ở kể cả Sivik, à, bắc Bakhmut thì không nói. Ở Adipka, ở Marinka, đúng không ạ? Uleda, và thậm chí là ở chính cả Zaporizhia nữa. Cách bao vây, tạo ra những hố đen, những cái dọ mà ở nhiều mặt trận như vậy thì chỉ dành cho một cái bên mà có một cái sự vượt trội về nguồn lực cũng như hỏa lực thì họ mới có thể làm được như vậy. Còn nếu không thì rất có khả năng nó lộn mẻ gà là ăn đòn luôn, đúng không ạ? Vâng như vậy thì về chiến cuộc chúng ta thấy rằng trừ mỗi khe son thôi Còn đâu thì mặt trận toàn bộ là phía Nga đang có những động thái gà gà vây ép ác hơn so với thường ngày Đúng không ạ? Ở cái những ngày đầu tiên của tháng 12 này Sáng nay thì chúng ta cũng đã có thông tin về việc là ông Zelensky Ông ấy đã ra những cái quyết định về việc là sẽ xây dựng một cái phòng tuyến Từ biên giới phía Tây Bắc với lại Belarus phía Đông Bắc với Nga và toàn bộ chiến tuyến phía Nam chỉ trừ mũi khe son thôi. Như vậy đây là một cái dự án siêu khổng lồ, có thể nói là như vậy. Và phương Tây sẽ cho tiền ông ông Zelensky để làm việc này, bởi vì Ukraine sẽ không có tiền để làm việc này, đúng không ạ? Và phương Tây bây giờ thì chúng ta thấy rằng là nhìn thì chúng ta cũng biết là phương Tây đang muốn ép Ukraine nếu không làm được những động thái đóng băng xung đột với nga, thì bây giờ phải củng cố chiến tuyến để phòng ngự phòng ngự thì mới tiết kiệm được cái vũ khí đạn dược và nguồn lực con người đúng không ạ đấy là cái 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 quy cái, cái, góc nhìn của phương tây và tất nhiên là họ sẽ nuôi một cái chiến trường đó là một cái chiến trường khe son hoặc là một chiến trường zaporizhia hoặc một chiến trường crimea nào đó đúng không ạ cơ bản nếu họ làm được việc đấy thì họ giải quyết được các vấn đề liên quan tới cái tâm trạng công luận ở trong nước đấy và công luận của quốc tế bạn bè quốc tế vân vân thậm chí cả giới chính trị ra, bởi vì người ta luôn nhìn thấy là Ukraine đã áp dụng chính cái bài của nga để mà tiến hành một cuộc chiến tranh phòng ngự, phòng vệ được lãnh thổ của họ. Cùng lắm thì một uh, nửa năm thì nga mới chiếm được một thành, có nghĩa là còn rất lâu thì nga mới chiếm được toàn bộ những khu vực bên phải của bờ sông Dnipro hay là những cái tỉnh của uh, Đế quốc nga. Trong khi đó thì Ukraine vẫn tung nguồn lực ra để mà tạo được một cái thanh thế truyền thông nào đó ở một cái mặt trận đúng không ạ tức là chỉ cần uh, nói nôm na là gì họ quay lại đúng bài của nga cách đây một năm chỉ cần mỗi một mặt trận tiến công thôi đấy mà thắng thì càng tốt mà thắng thì họ có cách rồi đúng không ạ họ chỉ cần là chiếm được vài mét thì họ cũng có thể biến thành một chiến thắng to lớn còn lại là phòng thủ hết nó giống như là cái thời bác bút của phía nga chỉ có một hướng tấn công mà thôi và nga đã phải nói rằng là họ thành công một cách hoàn hảo trong cái chiến thuật như vậy bây giờ ukraine đã sử dụng cái chiến thuật này đúng không ạ rất hợp và hợp với hoàn cảnh của họ tuy nhiên thì có chống được chống chọi được với nga hay không thì tôi nghĩ rằng đối với lại đạo quân khác trong một cuộc chiến tranh nóng thì khả năng chống được là cao à, nhưng mà đối với nga thì nó lại cũng rất hợp với lại phong cách của nga đúng không ạ à, bởi vì cái điều một cuộc chiến tranh như này thì những cái kẻ thù sợ nhất những kẻ thù tấn công sợ nhất là họ thiếu thời gian nhưng mà ở phía nga nếu như họ giải quyết được vấn đề thứ nhất là có tiền đúng không ạ có lương thực, Đấy, có lương thực, có tiền, rồi có sự ủng hộ của người dân, rồi các vấn đề liên quan tới địa chính trị của Nga nó không quá bị phiền hà, thì chắc chắn rằng là Nga cũng thích một cuộc chiến như này, bởi vì khi Ukraine tổ chức phòng ngự như thế này, thì họ sẽ rơi vào trạng thái bị động và lúc bấy giờ nó sẽ lại xuất hiện một cái kịch bản giống như cũng thời Bác Mút của Nga nữa, có nghĩa rằng là họ cũng cò cưa với Ukraine trên toàn chiến tuyến nhưng mà họ sẽ tập trung để họ chiếm đóng đánh chiếm một số những thành quan trọng. Càng thụ động thì Ukraine càng sẽ dễ bị uh, Nga bao vây những cái thành nó lớn hơn, đúng không ạ? Và thứ nhất họ không vội, thứ hai nữa là họ có rất nhiều những cái nguồn lực tấn công từ xa tiêu hao. Đấy, cho nên là một cuộc chiến như này nếu mà Ukraine không có sự phòng thủ linh hoạt thì chắc chắn rằng là họ sẽ còn có thể bị phía Nga À, tấn công, vây ép ở những cái khía cạnh chiến lược nhiều hơn. Nhìn chung, nếu quý vị để ý thì um, kể từ khi trước uh, sự kiện Bakhmut, Ukraine nói thật ra là họ không uy hiếp được gì phía Nga cả, đúng không, quý vị. Gượng gần như không uy hiếp mà chỉ sau Bakhmut thì Ukraine và uh, chuyển sang trạng thái tấn công để bắt hai con thỏ ở Zaporizhia và ở Bakhmut. Nhưng mà bây giờ thì họ ra về trắng tay. À, thì cái câu chuyện là chỉ trong thời gian đấy thì họ mới bắt đầu có một cái sức ép để gây cho nga những cái uy hiếp đấy thế còn trước đó thì hoàn toàn họ thúc thủ và thúc thủ thì quý vị thấy rằng là họ mất dần những thành phố quan trọng siberia uh, Potsana portsana uh, lisichan uh, soleda rồi đến Bakhmut đúng không ạ đấy chỉ có mỗi mấy tháng thì nó cứ diễn ra một thành như vậy thì cái câu chuyện rằng là nếu mà họ phòng thủ kiểu như vậy thì họ chắc chắn họ sẽ lặp lại cái kịch bản như thế và nếu như mà phía nga gấp thì nga sẽ thua nhưng mà phía nga không có việc gì phải gấp cho nên ukraine sẽ mất dần mất mòn nó sẽ không nhanh sụp đổ nhanh tức là đây là một trận chiến mà nó không sẽ gây không gây cho ukraine cái sự sụp đổ nhanh chóng về vấn đề chiến tuyến chiến cuộc và vấn đề chính trị xã hội nhưng mà nó sẽ bị sụp đổ dần dần đúng không ạ và nó chắc chắn sẽ sụp đổ và tất nhiên là nếu nó tạo phía nga chỉ cần vây hãm những cái thành những adipka thôi thì nó hút mỗi một thành nó hút vài chục nghìn quân của ukraine quay vào trong đó thì câu chuyện nó cũng tiêu hao ở một cái tốc độ nó cũng lớn đúng không ạ còn lại thì chúng ta thấy rằng là bởi vì nga rất nhiều bom đạm tầm xa cho nên là cái việc mà phòng thủ trong các cái chiến hào công sự một cách thúc thủ cũng không phải là một cái giải pháp giúp cho ukraine tránh được những cái bào mòn như vậy chúng ta nhớ là trước thời điểm mà bắc mút uh, sụp đổ thì phía nga cũng đã gây tổn thất cho nga hàng ngày rất nhiều uh, mức độ thậm chí nó còn cao hơn những ngày gần ở đây đúng không ạ ở trên các chiến tuyến chứ chưa nói giả bác biết thôi cho nên là cái việc mà một cái hệ thống cuộc chiến phòng ngự như này thì đúng là nó phù hợp với ukraine nhất và nó phù hợp với tất cả những nó khắc tinh tất cả những cái đội quân tấn công nhưng mà đối với lại phía nga thì tôi cảm giác là cái tác dụng của nó nó không được tối ưu Đấy, có nghĩa rằng Ukraine vẫn nằm trong một cái thế mất thành. Và phía Nga thậm chí là còn sẽ, cái tổn thất của họ còn ít hơn nữa bởi phía Ukraine không còn tung được những cái đòn tấn công gây ra bất ngờ và nguy hiểm cho phía Nga. Như vậy cái câu chuyện rằng là Ukraine đang từ cái trạng thái thụ động rồi họ chuyển sang chủ động, đúng không ạ? À, sau khi mà họ chiếm được lại các khu vực khắc kharkov rồi ở khu vực sumy, cherkhiv, kiev vân vân, thì sau đó họ rơi vào trạng thái bị động đến lượt nga chủ động trên toàn mặt trận và đặc biệt là đỉnh điểm của nó là bakhmut, rồi sau đó ukraine chuyển sang trạng thái chủ động như là những năm tháng vừa rồi của chúng ta và họ cũng thất bại rất nhiều, kể cả tất cả những giai đoạn thế họ đều thất bại và đều tổn thất rất lớn. có nghĩa rằng là ukraine chỉ chuyển sang được hai trạng thái, một là phòng ngự thụ động và hai là dạng tấn công chủ động, đúng ạ, à? và họ đều thất bại trong hai cái kiểu như vậy. Còn phía Nga thì không bao giờ họ dùng cái cách đó cả, mà họ dùng cái cuộc chiến mà chính phương Tây nói, đó là cuộc chiến tranh phòng thủ cao su. Đúng ạ, à? tức là lúc nào cũng có tiến có lui, lúc nào cũng có tiến có lui và lúc nào cũng có mặt trận à, mở ra tích cực để mà đánh chiếm lãnh thổ. Quan trọng ở một mặt trận mà như chúng ta đang nhìn thấy ở Adipka bây giờ và à Bắc Mút ngày xưa. Còn đâu thì trên toàn chiến tuyến chúng ta thấy rằng là phía Nga liên tục tấn công, liên tục rút lui. Như vậy phương Tây rất kỳ vọng vào một cái pha mới, tức là một cái giai đoạn mới của cuộc chiến. Khi Ukraine đã áp dụng một cái học thuyết chiến tranh mà thực sự phương Tây quan tâm, đó là nó đốt ít tiền hơn của họ. Đấy và chắc chắn rằng là sẽ khiến cho xã hội của nga bấn loạn trước khi mà putin có thể tiến xa về phía tây đấy là cái thông điệp của phương tây nhưng mà dưới cái góc nhìn của cá nhân chúng tôi thì tôi thấy một điều rằng là như chúng tôi vừa nói đúng không ạ đó không nó không hóa giải được cái cách chiến đấu của người nga không hóa giải được học thuyết chiến tranh của người nga có nghĩa là chủ động hoàn toàn cũng chết mà thụ động hoàn toàn cũng chết mà họ phải cũng phải chiến tranh một cuộc chiến tranh cao su như với Nga. Nhưng mà cao su với Nga thì nguồn lực của họ lại ít hơn và cái kinh nghiệm tác chiến của họ không bằng người Nga. Đúng không ạ? Cho nên là họ cũng sẽ vẫn thua thiệt. Nhưng mà ít nhất, đấy là cách duy nhất để có thể làm chậm các bước tiến của người Nga. Nhìn chung trong một cái cuộc chiến ấy thì ở cái dạng mà chiến tuyến nó quá nhiều như này. Quý vị có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ hình dung ra ngay thích nhất. Chúng ta thích nhất ở điểm nào? Chúng ta thích nhất ở điểm là quân địch thụ động mà không gây ra chúng ta những tổn thất đáng kể. Đúng ạ. Và nhờ cái việc như vậy thì chúng ta có thể chủ động để tập trung những cái nắm đấm để đấm vào những chỗ mà nó có thể gây ra những cái thiệt hại lớn nhất, yếu nhất của quân địch. Đấy, cho nên Ukraine chuẩn bị rơi vào cái trạng thái như thế thì chắc chắn là họ sẽ lại càng tạo điều kiện cho người Nga để làm tới trong thời gian tới hơn và chắc chắn phương Tây sẽ lại vỡ mộng với cái chiến thuật này. Vâng, chúng ta sẽ đến với những thông tin ở ngoài mặt trận đập vào mắt tôi trong ngày hôm nay đấy lại là một cái bài phát biểu của ông John Steinbeck. Đến đây thì chúng ta có thể hiểu được phương Tây, đúng không ạ? À, phương Tây à, nếu quay lại cái sự kiện ngày hôm qua ông à, Henry Kissinger, ông Barack Obama, có thể nói những nhà lãnh đạo của phương Tây à, trong những thời trị vì của họ thì họ gây ra rất nhiều những thảm cảnh cho thế giới. Nhưng bản thân những người đó thì được nhận giải Nobel Hòa Bình. Thì cái câu chuyện là đấy nó chính là những gì ở phương Tây, đúng không ạ? Một là nó thao túng. Nó thao túng để định hướng dư luận, đúng không ạ? Còn uh, trường hợp thứ hai, trường hợp hay xảy ra với bà Ursula von Leyen và ông George, ông John Stoltenberg. Mà chúng ta thử đi qua cái cách ông nói, trước đây thì ông nói rằng là người Nga đã thất bại rất nhiều lần rồi, đúng không ạ? Gần đây ông vẫn còn nói như thế và sau đó ông nói là nga thắng nhưng mà ngày hôm nay thì ông lại tiếp tục nói như thế này ông nói rằng là quân địch à, quân ukraine à, quân đội ukraine đang tiến về phía trước quân nga đang thất bại và rút lui về phía sau bây giờ thì nước nga đã suy yếu hơn rất nhiều về mặt chính trị quân sự kinh tế và tất cả những điều này là đều do cái sai lầm chiến lược của Putin khi xâm lược Ukraine. Và tôi không biết là con run con dế thì liệu là nó có cái giác quan tốt hơn hay không đúng không ạ? Nhưng mà đến thời điểm này một cái ông mà đứng đầu một cái liên minh quân sự vài chục nước để nói một cái điều mà nếu như mà định hướng dư luận thì tôi còn không có gì để mà nói. Nhưng mà có nghĩa là ông nói một cái điều nó hoàn toàn, nó không có một cái gì nó tương thích với lại thực tế cả có nghĩa là ông rơi vào cái đám thứ hai đúng không ạ cái đám là người ta dựng ống lên ống không hề biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới và người ta chỉ đưa cho ông một cái tờ giấy để ông mổ thóc thôi đúng không ạ cứ một giây mổ xuống một lần đến bây giờ còn nói rằng là quân ukraine đang tiếp tục tiến về phía trước còn phía quân nga đang thua và rút về phía sau mà thua theo kiểu phô lần có nghĩa là dạng sụp đổ đấy chứ không phải là thua bình thường và vị thế chính trị của à, vị thế kinh tế chính trị và quân sự của Nga suy yếu nhất chưa bao giờ suy yếu như thế này và tất cả đều do cái sai lầm chiến lược của Putin khi xâm lược Ukraine. Và tôi phải nhắc lại đúng không ạ? Để quý vị thấy là tất cả những điều gì mà sự thật thì chúng ta chỉ cần lật lại cái điều mà ông nói thôi. Đúng không ạ? Sự thật nó nằm trái ngược 100%, 180 độ so với chính một cái người có thể nói là đức cao vọng trọng ở thế giới phương Tây. Và như vậy nếu quý vị còn nói về những giá trị phương Tây, chúng ta chỉ cần nhìn thấy hai cái vấn đề đó, đúng không ạ? Những người như Henry Kissinger được trao giải hòa bình, Nobel hòa bình. Và những người như John Stoltenberg được đưa lên làm tổng thư ký của NATO. Một người mà những thế giới bạch tuộc, thế giới ngầm người ta cực thích. Đúng không quý vị? Lên chỉ cần đưa ra những thông điệp gọi là được soạn sẵn. Và những thông điệp đấy nó cũng không quá khó khăn và nó quá thay đổi theo thời gian. Đại khái là Nga đang thua. Đúng ạ. Thứ hai nữa là chúng ta cần cung cấp vũ khí, chúng ta cần mua bom đạn và chúng ta cần ủng hộ Ukraine. Tôi thấy rằng tôi gặp ông này mấy năm rồi nhưng mà những thông điệp của ông ấy nó đều giống nhau. Nó mấy năm rồi nó không thay đổi gì mấy. Nếu chúng ta nhìn lại một cái bài báo của tờ Economist ngày hôm nay, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị buổi sáng khi họ nói rằng là Putin đang chiến thắng. Đúng ạ. Và họ đăng một cái hình ảnh trên đầu Putin toàn là những cái đinh với ốc vít với lại bánh răng, có nghĩa rằng là họ thừa nhận ra một điều là đầu óc của Putin nó là cái đầu óc nó khác người, đúng không ạ? Chứ nó không bình thường. Nhìn trong đó chúng ta thấy lịch sử, chúng ta thấy máy móc, chúng ta thấy ngành công nghiệp. Chúng ta thấy một cái quân đội ở trong cái đầu của ông Putin và đó là một cái đầu nó gọi là siêu máy móc, đúng không ạ? Phương Tây đã sai lầm một cái sai lầm lớn nhất đấy là họ đã chọn một cuộc chiến sai lầm là đi gây chiến với nước nga à, nước nga thì nó không đơn giản như là một cái nước rời ơi đất hỡi là nó dễ dàng nó tiếp nhận những văn hóa lgbt những cách mạng xanh cách mạng đỏ những cái lời đe nẹt dọa dưỡng sâu xuông, xuông đúng không ạ nó có giá trị giá trị về con người giá trị lịch sử giá trị văn hóa khoa học công nghệ nó có tôn giáo nó có cái thế giới Nga, nó có truyền thống gia đình. Chính những cái điều đó nó mới tạo lên một cái những cái người Nga mà là những người ý thức được về cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của họ với cái tổ quốc ở một cái mức độ danh dự cao nhất. Đúng không ạ? Nó rất khác với dân tộc khác. Và đấy mới là cái nguồn sức mạnh chính của nước Nga, chứ nó không phải là theo cái cách của phương Tây là đi đếm súng, đếm ống, đúng không ạ? Rồi là đếm nền kinh tế, đếm GDP, cái đó nó không phải sức mạnh của Nga như điều chúng tôi vừa nói, nó là những thứ mà không sờ mó được. Mà cái đó nó không phải một sớm một chiều đúng không ạ? Nó tích lũy từ hàng nghìn năm trong các cuộc đấu tranh của họ. Bây giờ nó gặp thời, nó gặp đúng cái nhà lãnh đạo, nó phát huy được cái tố chất như vậy, nó mới tạo thành một cái giá trị không thể chiến bại. Nga đi đánh xâm lược thì chắc chắn rằng là yếu, nhưng mà nếu họ bảo vệ đất nước thì chắc chắn rằng là khó có một kẻ thù nào có thể đánh bại họ nhìn chung nhìn qua NATO ấy thì phương Tây ấy, thì chúng tôi có thể đi đến một cái kết luận như thế này để nó áp dụng vào đời sống của chúng ta ấy. là chúng ta phải biết cách chọn cái cuộc chiến đúng không ạ chỉ cần chọn cuộc chiến sai thôi là y rằng chúng ta sẽ gãy răng như trời vâng còn về phần mình thì người mà tôi cũng vừa nói đến như là một cặp bài trùng có thể nói rằng là sẽ báo hại thế giới phương Tây nhiều nhất đó là bà Ursula von Leyen và ông John Stoltenberg đúng không ạ dưới triều đại của hai người lãnh đạo gọi là lỗi lạc này thì cả EU và NATO có nguy cơ là đánh mất đi cái tính gọi là gọi là tầm quan trọng và ảnh hưởng của mình mà không khéo là nó sẽ dẫn tới sự sụp đổ à, về mặt hình thức ở à, về mặt ý nghĩa của nó đúng không ạ bây giờ cái ý nghĩa của NATO và EU nó đã bị lung lay rồi nó suy yếu rồi không biết là nó có diễn ra trên đời thực hay không nhưng mà về ý nghĩa là nó lung lay nó rạn nứt rồi Hôm nay thì bà Ursula von der Leyen bà ấy phát biểu rằng là uh, sự thất bại của Ukraine trên chiến trường. À, lần này bà ấy lại lỡ mồm rồi. Lần trước bà ấy lỡ mồm bà ấy nói là Ukraine tổn thất hơn 100.000 người. Đúng không ạ. Thì đã bị phía Ukraine bức xúc sau đó bà đã phải cắt video rồi. Nhưng mà lần này thì lại lỡ mồm là sự thất bại của Ukraine trên chiến trường. Trong khi đấy thì ông Zelensky sáng nay ông vừa nói là chúng tôi không thất bại. Ông Bộ trưởng Ngoại giao thì nói rằng chúng tôi vẫn chiến thắng, vẫn tiến về phía trước. Ông John Stoltenberg rằng là Ukraine vẫn tiến về phía trước, còn Nga đang sụp đổ. Thế mà mỗi mình bà ấy là phụ nữ, bà ấy đi nói rằng là Ukraine đang thất bại. Và tiếp tục, Ukraine thất bại trên chiến trường không phải là một lý do để chúng ta uh, kết thúc tất cả những sự hỗ trợ cho Kiev, mà ngược lại, đó chính là lý do để chúng ta không chỉ tiếp tục mà còn tăng cường, sự ủng hộ của mình với lại quốc gia uh, tiền tiêu của chúng ta. Đúng là chiến tình uh, trạng chiến trường uh, rất khó khăn, nhưng mà đó không phải là lý do để chúng ta ngừng tất cả sự hỗ trợ, ngược lại, đó là lý do để chúng ta củng cố nó, bà phát biểu tại cái diễn đàn uh, thường niên với chủ đề quốc phòng của châu Âu. Ngoài ra thì bà chủ tịch cũng hứa rằng năm 2024 liên minh châu Âu có khả năng sẽ sản xuất được hàng triệu viên đạn để cùng để ủng hộ cho Ukraine. Tôi nghĩ rằng với phong cách của phương Tây thì giải Nobel Hòa Bình năm sau họ nên cân nhắc một là ông Joe Center tiến hai là bà Ursula Von Leyen, đúng không ạ? Vâng, lâu chúng ta không gặp mà Kadirov, nhiều quý vị hay hỏi ông này. Hôm nay thì Kadirov phát biểu như sau, là một điều thú vị là trong tương lai chúng ta sẽ chiếm lại tất cả những vùng lãnh thổ của mình. Nhưng mà chúng ta à, sẽ chiếm từng cái từng cái một. Như vậy thì kẻ thù của chúng ta sẽ không quá buồn. Chúng ta một lần nữa phải đoàn kết xung quanh à, tổng chỉ huy tối cao, tức là ông Putin và phải kết thúc cái chiến dịch quân sự đặc biệt. Và với, với những mục tiêu đã đặt ra. Nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta đó là chúng ta phải ngồi xuống ở bàn đàm phán thực sự chúng ta không cần uh, đàm phán với lại phương tây với lại ukraine họ trả còn cái gì nữa ngoài cái sự hậm hực hận thù đối lại đối với lại nước nga cùng lắm là chỉ có đàm phán về đầu hàng vâng đàm phán về đầu hàng thì còn may ra còn dễ nghe tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có rất nhiều những cái tin tốt lành trong tương lai gần hãy nhìn vào trận địa ở Lugansk, donetsk Chúng ta đang tiến hành giải phóng và dọn dẹp các cái thành phố, làng mạc nơi chúng ta đã đi qua và chúng ta đang dần dần chiếm tất cả những khu vực mà thuộc về các vùng đất này. Và điều đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta chắc chắn sẽ chiếm Odessa và Khắc Cốp. Rồi sau đó thì chúng ta mới có thể nói chuyện về chuyện đầu hàng và chúng ta sẽ chiến đấu, sẽ chiến đấu và sẽ tiếp tục chiến đấu. Vâng, tại sao ông nào cũng thế? Ở Việt Nam thì hay nói về Odessa khắc cốp, đúng không ạ? Mà ở Nga thì cũng rất hay nói về cái Odessa khắc cốp. Chúng ta sẽ kết thúc uh, bản tin buổi tối hôm nay với những bài phát biểu của ông Zelensky mới trong chiều ngày hôm nay. Ông nói rằng là cuộc xung đột sẽ bước vào một cái giai đoạn mới và mùa đông năm sau và mùa đông tới sẽ là một cái um, sẽ có một cái chiến dịch quân sự đặc biệt phức tạp theo ông thì mùa đông không chỉ ảnh hưởng tới tình huống ngoài mặt trận mà còn ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân ở những thành phố ưa chuộng hòa bình của chúng ta đồng thời chúng ta đang đối mặt với việc là càng ngày thì vấn đề xuất khẩu uh, lương thực càng diễn ra khó khăn hơn về thông tin về cuộc bầu cử thì ông zelensky cho biết rằng là ông ấy rất sẵn sàng để mà uh, tiến hành cái cuộc bầu cử À, kể cả trong cái quá trình cuộc xung đột đang diễn ra nhưng phần lớn đại bộ phận người dân Ukraine phản đối điều đó cho nên ông bắt buộc ông phải cấm bầu cử. Vâng, quá hay. Như vậy là Ukraine lại là một đất nước dân chủ, đúng không ạ? Người dân à, của một đất nước dân chủ không muốn bầu cử diễn ra và như vậy là tổng thống của họ bắt buộc phải cấm bầu cử diễn ra để không làm trái với lại ý nguyện của người dân thật là một người lãnh đạo vĩ đại, biết nghĩ cho dân, biết lo lắng cho tâm tư nguyện vọng của người dân. Ông cũng chia sẻ với tờ báo AP trong chiều ngày hôm nay trong bài phỏng vấn nói rằng là cuộc chiến ở Israel đã cắt bớt các cái nguồn viện trợ cho Ukraine. À, chỉ những người mù thì mới không thể nhìn thấy điều này. Chúng tôi đã để cho người dân trên thế giới lãng quên về cuộc chiến đang diễn ra ở đây, một cuộc chiến quan trọng. Ông Zelensky cũng thừa nhận rằng là cuộc tổng phản công mùa hè đã không đạt được những thành quả và kết quả mà ép đã hằng mong muốn. Chúng tôi thực sự đã muốn uh, kết quả nó đến nhanh hơn, nhiều hơn. Từ quan điểm này, uh, nhưng mà thật không may là chúng tôi không đạt được những kết quả mà mà đã mong muốn từ trước. Đấy thực sự là một sự thực. Vâng, lần này thì ông đã chia sẻ thực lòng rồi. Nhưng mà vẫn còn là không được như mong muốn. Có nghĩa là chưa chết đủ, đúng không ạ? Và cuối cùng thì ông nói rằng là hãy nhìn vào mặt trận mà xem. Chúng tôi đâu có rút lui khỏi mặt trận đâu. Tôi hoàn toàn mãn nguyện với những gì diễn ra trên mặt trận. Và như vậy là Tổng thống Ukraine hoàn toàn mãn nguyện về kết quả của cuộc chiến. Vâng chương trình đã hôm nay hơi muộn cho nên chúng tôi tạm thời kết thúc sớm uh, ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.